Tuấn Khương xin chào cả nhà, lại là Khương đây cả nhà ơi. Ngày hôm nay thì Khương xin giới thiệu đến cả nhà mình một thêm một cái điểm du lịch tại Đài Loan, đó là một cái chiếc cầu treo có tên gọi là Thiên Trường Địa Cũ. Dạ. Rồi. Còn cái đó là dịch ra theo tiếng Việt nha, còn cái tiếng Hoa thì mình không biết đọc. Bây giờ là Khương xin mời cả nhà mình cùng Tuấn Khương vào bên trong nha. Trong đây thì mình thấy rằng có một cái miếu. Theo mình nghĩ là đây là miếu thờ, hình như là phía giữa có ông, không biết, mình không biết là những vị thần gì. Xung quanh toàn là tiếng Hoa không. Cái miếng này chỉ thờ thần thôi nha cả nhà, không có, mình thấy không Phật. Một kiến trúc rất là đẹp, rất là cổ kính. Phía trên thì mình cũng thấy có một cái vị thần đó, không biết trong đây có cấm quay phim chụp hình hay không. Để mình đi qua đây thử xem. Ở bên đó là cái chiếc cầu treo, chút xíu nữa mình sẽ đi qua cái cầu treo đó nha cả nhà. Còn đây là hình như là cái lò để mình cúng xong mình hỏa giấy á. Những kiến trúc rất là xưa nha cả nhà. Trên đây là trên lầu, thì mình vừa mới lên đây thì mình thấy trên đây là có thờ một vị Bồ Tát. Hồi nãy là ở dưới, cái này mình lên lầu. Đây là một vị Bồ Tát. Đây là cái lò mà để đốt giấy ở phía dưới, hồi nãy mình có quay đó. Trên đây là trên cái ngọn của cái lò. Cái miếu này nằm ở dưới cái ngọn núi, ngay đầu của ngọn núi. Những kiến trúc từ thời xa xưa của Trung Hoa. Và đây là những vị thần mà hồi nãy phía dưới đó, mình có quay ở dưới, mình quay lên đó. Thì bây giờ mình lên đây là đang đứng sau lưng các vị thần.
Rồi bây giờ xin mời cả nhà mình hãy cùng với Khương đi xuống trải nghiệm với lại chiếc cầu Thiên Trường Địa Cũ nha. Và trước khi mình đi qua chiếc cầu thì bây giờ Khương quay cho cả nhà xem nè, ngay cái nóc của cái ngôi miếu này nè. Thì cái kiến trúc rất là lạ. Đây để mình zoom gần lại nha. Đó, kiến trúc rất là lạ, giống như những cái lồng đèn á, những cái lồng đèn cháu quân á. Chiếc cầu nằm trước mặt mình nha. Và bây giờ Khương xin mời cả nhà mình cùng với Khương đi ra ngoài chiếc cầu để trải nghiệm cái chiếc cầu treo. Bây giờ buổi chiều rồi thì nhà cả nhà mình thấy mặt trời chuẩn bị lặn rồi, cho nên các gian hàng, các quầy quán ở đây họ đóng cửa rồi. Cái bàn này y chang cái bàn ở Việt Nam luôn rồi. Bàn này bàn Việt Nam mà. Đây chiếc cầu Thiên Trường Địa Cũ, tên ngộ ha. Rồi, giờ mời cả nhà mình đi cùng Khương ha, trải nghiệm thử chiếc cầu ha. Nó rất là cứng cáp nha cả nhà. Rất là cứng, nó không có lắc lư, đi cái cảm giác an toàn lắm. Nó dài chắc khoảng 300m à. Ở dưới đây mình thấy có một cái dòng suối nè. Cái dòng suối chảy này thì chắc nước từ ở trên ngọn núi chảy xuống đó. Giờ này buổi chiều xuống nắng rọi lên những cái núi quá đẹp. Cả nhà thấy không, đẹp lắm nha. Cái dòng suối này thì cái nước không được trong lắm, nhưng mà nhìn nó vẫn có sạch, nó không có rác, nhìn rất sạch. Đây cũng là một trong những nơi thắng cảnh đẹp của Đài Loan. Rồi từ đây qua tới cái đường bên kia thì khoảng còn 50m nữa, nhưng mà thôi mình tới đây thôi. Giờ này bên ngọn đồi này là ánh nắng nó đang chiếu về, rất là đẹp nha cả nhà. Màu xanh nó hòa quyện với lại cái mặt trời vàng buổi chiều rất đẹp. Khí hậu nó cũng mát mẻ dễ chịu, không nóng. Đó, từ xa thì mình thấy bao quát hết cả cái ngôi miếu hồi nãy à. Bên kia còn một cái cầu nữa đó cả nhà. Cái cầu đó thì nó sẽ đi lên cao nữa. Mình phải đi lên nữa rồi mình mới bắt qua bên kia để mình lên thêm một cái trên kia nữa, chắc cũng là ngôi miếu bên kia nữa. Đây, đâm lại. Đó. Cái cầu giống như nữa. Mà thời gian mình không có còn nữa cho nên mình không có thể nào mình đi qua đó để mình quay. Quá đẹp. Cái này mà khoảng 6 giờ bắt đầu mặt trời chuẩn bị lặn nữa đó, nó sẽ, mình nghĩ là nó nhìn nó
nó giống như là người ta gọi là cái gì ta, giống như một cái huyền diệu á, và nó sẽ rất là buồn. Ok cả nhà ơi, nãy giờ thì Khương đã quay cái cảnh của chiếc cầu treo có tên gọi là Thiên Trường Địa Cũ ở tại Đài Loan. Thì Khương cũng hy vọng rằng những video clip ngắn của Khương sẽ làm cho tất cả quý vị cả nhà mình sẽ có nhiều cảnh đẹp ở khắp mọi miền đất nước cũng như là trên toàn thế giới nha. Rất mong cả nhà mình luôn ủng hộ kênh Tuấn Khương TV và xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào.